lấy hình hình cúi à? Đây cái này là bây giờ bên gối rồi. Vâng. Cái này ngày xưa em làm xong rồi là các kiểu khay là đĩa là làm mâu cho bọn mình không lấy cái mà các cửa hàng nhà con gì đấy nhà con không con